Kính chào quý vị đang đến với chương trình Tiêu điểm 365 trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chương trình hôm nay có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lo ngại giảm chất lượng khám chữa bệnh do thiếu điều dưỡng. Khánh Hòa khai thác đá trái phép giữa lòng thành phố Nha Trang. Đà Nẵng thu giữ gần 7.000 SIM điện thoại đã kích hoạt sai quy định. Quảng Nam dân kêu cứu vì ô nhiễm không khí. Thưa quý vị, thừa giả thiếu thật là thực trạng về điều dưỡng tại Việt Nam hiện nay. Với áp lực bệnh nhân đang ngày càng gia tăng tại nhiều bệnh viện lớn, trong khi chế độ đãi ngộ chưa hợp lý, khiến điều dưỡng tại các bệnh viện công ngày càng thiếu. Bệnh viện Nhi Trung ương có gần 800 điều dưỡng tại các khoa phòng. Với số lượng bệnh nhi điều trị nội trú từ 1.500 tới 1.600 như hiện nay, số lượng này có thể đáp ứng được nhu cầu của người bệnh. Tuy nhiên, nếu vào mùa cao điểm bệnh dịch, bệnh viện cũng rơi vào tình trạng quá tải đối với các điều dưỡng. Trong khi đó, một điều dưỡng tại bệnh viện này luôn phải đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ. Cái khó khăn lớn nhất của các điều dưỡng nhi khoa là họ phải đóng vai trò của người mẹ thứ hai. Đó. Họ phải nuôi ăn, họ phải tắm bé, họ phải chăm sóc như một người mẹ. Ngoài ra họ phải thực hiện các cái hoạt động chuyên môn. Việc chuyên môn chăm sóc trên các bệnh nhi đòi hỏi những người điều dưỡng phải có các cái kỹ năng tinh xảo. Đòi hỏi người điều dưỡng phải có khả năng phán đoán. Mỗi năm Việt Nam đào tạo từ 30.000 đến 35.000 điều dưỡng mới. Vì vậy công tác đào tạo đội ngũ này không gặp khó khăn. Tuy nhiên hiện nay chính sách tuyển dụng điều dưỡng làm việc trong các bệnh viện còn thiếu. Trong khi đó, theo các chuyên gia, nhiều nước trên thế giới đánh giá điều dưỡng tại Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của họ, dẫn đến tình trạng xuất khẩu điều dưỡng sang các nước khác. Còn tại các bệnh viện lớn, vẫn trong tình trạng thiếu nhân lực, các chuyên gia khẳng định thiếu điều dưỡng sẽ làm các hoạt động chuyên môn không thể đáp ứng được kịp thời yêu cầu của người bệnh, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn bệnh viện, tăng nguy cơ sai sót về y tế. Trong khi đó, hậu quả của việc này thì người bệnh phải gánh chịu. Thưa quý khán giả, vào tháng 4 và tháng 5 là thời điểm nắng nóng cao điểm ở khu vực Nam Bộ. Hầu hết các đợt nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt cao và trải dài khắp khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày này thì thành phố Hồ Chí Minh đang chịu ảnh hưởng bởi nắng nóng gay gắt tác động đến các hoạt động trong đời sống của người dân, ghi nhận của phóng viên tại thành phố Hồ Chí Minh. 9 giờ sáng, nắng nóng gay gắt đã bao phủ khắp các quận huyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Trên các tuyến đường cửa ngõ phía đông và phía tây thành phố, những dòng người hối hả trong ánh nắng bỏng rát. Nhiệt độ tăng cao, mặt đường nhựa hấp thụ ánh nắng, bốc hơi nóng gay gắt lên, khiến người tham gia giao thông có cảm giác nóng rát da, khó chịu, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe thì dĩ nhiên phải giảm rồi đó, nóng quá, nhiệt độ quá nóng, nó lên như là tới 38, 39 độ. Thì nắng quá, chị phải mặc 2-3 cái áo để sợ là da nó nắng quá, nó sạm da mình, nên phải chị che chắn đủ thứ hết trơn. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày này nhiệt độ đo được tại các tỉnh miền Đông xấp xỉ 37 độ C, tại thành phố Hồ Chí Minh từ 35 tới 36 độ C, tại An Giang là 35 độ C. Cũng trong thời gian này, cường độ bức xạ tia cực tím UV tương đối cao. Mức nhiệt này còn thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, do nắng không mưa, đồng thời độ ẩm không khí thấp, lượng bốc hơi cao, gió nhẹ nên tạo cảm giác oi bức, cơ thể nhanh bị mất nhiều nước dẫn đến mệt mỏi. Do đó, người dân cần hết sức ý thức bảo vệ sức khỏe của mình. Theo khảo sát của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Bà Mẹ và Trẻ Em tỉnh Thanh Hóa, tại nhiều trường mầm non và tiểu học trên địa bàn thành phố, tỷ lệ trẻ bị béo phì, thừa cân tăng khá nhanh, chiếm từ 5 đến 7% số trẻ mắc các vấn đề về dinh dưỡng. Nguyên nhân chính của thực trạng này là do chế độ dinh dưỡng trong khẩu phần ăn không hợp lý. Các bác sĩ cảnh báo, nếu trẻ có cân nặng trên 200% so với cân nặng lý tưởng, thì nguy cơ tử vong cao gấp 12 lần và dễ mắc các bệnh như đái tháo đường, tim mạch, dậy thì sớm, ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản và hạn chế phát triển chiều cao. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dù chưa được cấp phép nhưng chính quyền xã Long Sơn, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi đã tự ý cho phép một số cá nhân khai thác cát sỏi tại khu vực bãi sông Phước Giang thuộc thôn Lạc Sơn. Theo đó, địa phương đã thu trước số tiền 100 triệu đồng nhưng không có bất cứ giấy tờ hay văn bản nào. Tình trạng khai thác cát sỏi trái phép ở thôn Lạc Sơn diễn ra hơn một tháng qua, gây bức xúc trong nhân dân. Khu vực bãi sông Phước Giang, thôn Lạc Sơn, xã Long Sơn. Bãi đất lòng sông bị đào khoét tan hoang. Bãi sông Phước Giang, thôn Lạc Sơn, xã Long Sơn mới chưa được huyện Minh Long đưa vào quy hoạch để xin phép khai thác cát sỏi.
Tuy nhiên, chính quyền xã Long Sơn lại tự ý cho phép các cá nhân khai thác khi chưa được cấp phép chính thức. Trước là sòn cót là 6 xe máy đồ ở dưới đây là xúc vào bên ngày. Còn từ cái ngày mà dân về phản đối không cho đi là bắt đầu cái nó lại quay lại khai thác về ban đêm. Ban ngày là bắt đầu đưa xe lên trên các bãi bể keo xung quanh là đi trốn hết. Cái hiện trường để lại là mới khai thác hồi đêm hoặc là buổi sáng này. Là việc khai thác này là gọi là khai thác trộm và bất hợp pháp. Trong thời gian tới thì chúng tôi nắm tình hình như này và sẽ làm việc lại với ủy ban huyện và ủy ban xã để cho như thế là chấn chỉnh lại cái việc này, đưa cái việc khai thác vào lề nếp, tức là cái việc muốn khai thác thì phải có được nhà nước cho phép. Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở thôn Lạc Sơn, xã Long Sơn phải sống trong lo sợ vì nạn sạt lở bờ sông. Giờ đây, nạn khai thác cát sỏi trái phép diễn ra khiến cho người dân nơi đây ngày càng lo ngại hơn. Thưa quý vị, bên cạnh vấn nạn khai thác cát trái phép, thì nạn khai thác đá trái phép tại tỉnh Khánh Hòa cũng đã khiến nhiều quả đồi ở xã Vĩnh Ngọc, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị băm nát, nhàm nhở. Điều đáng nói, việc khai thác này không chỉ phá hủy tài nguyên mà còn gây mất an toàn cho khu dân cư bên dưới với những túi đá treo trên nhà dân. Ghi nhận tại khu vực Phụng Đình, thôn Hòn Nghe 2, xã Vĩnh Ngọc, tình trạng khai thác đá tự phát khiến nhiều quả đồi nhàm nhở không còn nguyên vẹn. Theo tìm hiểu, việc khai thác đá tự phát được thực hiện vào những buổi trưa và chủ yếu vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Tranh thủ lực lượng chức năng nghỉ làm, các đầu nậu đều xe múc hàng nặng vào hiện trường để cào xới đất đá. Đến các ngày đầu tuần, các thợ đục đá vào hiện trường để ghè đẽo, khoan cắt. Đói thì mình đi bư, mình kiếm công việc mình làm. Mà mình làm trái phép của nhà nước thì nhà nước sẽ bắt bớ thôi. Còn không ai giải quyết cho mình hết á. Được biết, Ủy ban nhân dân xã đã yêu cầu bà con ở các thôn Hòn Nghe 1, Hòn Nghe 2 cam kết không được san ủi, thay đổi hiện trạng các quả đồi. Còn nếu ai muốn cải tạo thì phải có đơn trình lên địa phương. Mới đây, lực lượng Ủy ban nhân dân xã đã bắt một xe múc cào đất nhưng tài xế chạy thoát. Trước đó, vào cuối năm 2016 vừa qua đã xảy ra vụ sạt lở đất đá ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, khiến 4 người tử nạn. Tuy nhiên, việc khai thác đá vẫn diễn ra, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và người dân ở đây vẫn chủ quan cho rằng không có gì nguy hiểm. Tại tỉnh Khánh Hòa, đây là đoạn đường bị sụp lở nghiêm trọng, gần như cắt đôi con đường tỉnh lộ 8, khu vực cây cầu Suối Khao, đã gây gián đoạn việc đi lại của người dân hai huyện Diên Khánh và Khánh Vĩnh, đã kéo dài gần 3 tháng nay. Ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa hiện đang khẩn trương cho sửa chữa để nối lại việc giao thông cũng như việc vận chuyển hàng hóa nông sản của người dân trong khu vực. Đơn vị thi công huy động hàng chục công nhân cùng các xe cơ giới chuyên ngành hiện đang tiến hành đóng cửa lá sen, gia cố chân nền đường, làm các chân khay chống sói lở và xây dải ta luy kè. Hiện công trình đang khẩn trương thi công để kịp hoàn tất trong tháng 5 tới. Cây dần tại xã Tân Phúc, huyện Đăng Chánh, tỉnh Thanh Hóa, vẫn còn 6 trên 10 thôn chưa có điện lưới. Hơn 550 hộ dân với 2.700 nhân khẩu đang phải sử dụng đèn dầu để thắp sáng. Một số hộ dân ở đây đã phải dùng điện chui bằng đường dây kéo tạm từ thôn khác về. Theo người dân, mỗi khi mưa bão, cột điện đổ xuống rất nguy hiểm và đã có người phải nhập viện do bị điện giật. Và buổi tối, học sinh trong thôn phải bật đèn pin hoặc sử dụng đèn dầu để học. Không có điện khiến cuộc sống và sản xuất của người dân ở đây gặp vô vàn khó khăn. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, bà con vùng núi thường sử dụng thuốc diệt cỏ để phát quang nương rẫy trước khi trồng sắn. Thế nhưng bà con không biết rằng, việc dùng thuốc diệt cỏ để canh tác một cách tràn lan rất dễ gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nguồn nước. Chỉ với vài gói thuốc diệt cỏ chưa đến 100.000 đồng và hai nhân công phun, ông Hồ Ta Nun đã có thể làm sạch cỏ 1 hecta rẫy trước khi trồng sắn và không phải tốn nhiều công sức như canh tác truyền thống trước đây. Phun tí theo vắt sắn đó. Nếu vắt sắn nhiều mình phun nhiều, mà vắt sắn ít thì mình bơm ít thôi. Đối với thuốc phát quạt này ấy, là một loại thuốc rất là độc, rất là nguy hiểm. Và trong năm 2016 thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có cái văn bản là cấm sử đưa thuốc này vào cái danh mục thuốc cấm sử dụng tại Việt Nam. Những rẫy sắn như thế này đều được làm sạch bằng thuốc diệt cỏ. Và với trên 10.000 hecta đất trồng sắn, trong đó hai huyện bị núi Hướng Hóa và Đắk Rông có gần 6.000 hecta chủ yếu canh tác trên các sườn đồi, nơi đầu nguồn nước, trữ lượng hóa chất độc hại chắc chắn sẽ ảnh hưởng lâu dài đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước khi trung bình mỗi năm tỉnh Quảng Trị sử dụng từ 80 đến 100 tấn thuốc diệt cỏ. Để tránh những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt, bà con nên hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ và sử dụng đúng cách, đúng liều lượng. Trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành dán tem truy xuất nguồn gốc cho trái cam Vinh, một nông sản đặc sản của tỉnh, đã được xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới.
Việc sử dụng logo Cam Vinh và hệ thống nhận diện thương hiệu sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết, phân biệt Cam Vinh với các sản phẩm khác, tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Đây cũng là cơ sở để giúp các cơ quan chức năng đấu tranh xử lý việc lạm dụng thương hiệu, buôn bán hàng nhái mang nhãn hiệu Cam Vinh. Thưa quý vị, hoa cải trắng vốn là loài hoa gắn liền với các tỉnh vùng cao phía Bắc, nên việc hoa cải trắng nở rộ ở Đà Lạt khiến nhiều du khách thích thú rủ đến tham quan chụp ảnh thời gian gần đây. Bên cạnh đó, vườn hoa hướng dương bắt đầu nở rộ ở đây cũng là một trong những điểm đến thu hút khách du lịch. Cánh đồng hoa cải trắng nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 20 km theo hướng đèo Tà Nung. Các bạn có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau như ô tô, xe máy. Có diện tích gần 10 hecta, cánh đồng hoa cải trắng được một người phụ nữ tên Tươi trồng nhằm phục vụ nhu cầu tham quan chụp ảnh của người dân. Với giá vé là 10.000 đồng một người và chụp ảnh cưới là 100.000 đồng, bạn sẽ được thoải mái tận hưởng và chụp hình. Mình thấy vườn hoa này rất là đẹp. Hôm nay đến với vườn hoa thì cảm giác mình rất là thích thú và vui. Lần đầu tiên chị tới đây, không nghĩ là nó đẹp như vậy. Hy vọng là sẽ có lần thứ hai tới đây được nữa. Bên cạnh đó, điểm thu hút du khách đến với địa điểm này là vườn hoa hướng dương nằm cách đấy chỉ 100 mét. Với vài bước chân, du khách đã có thể được thưởng thức và đắm chìm trong một không gian hoàn toàn khác biệt, mang lại nhiều trải nghiệm hơn. Hy vọng mọi người khi đến đây tham quan sẽ lưu ý và giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường nơi đây. Tiếp theo chương trình là các thông tin về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Thưa quý vị, chiều tối ngày 14 tháng 4, đội cảnh sát kinh tế công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã tiến hành thu giữ gần 7.000 sim điện thoại thuê bao trả trước đã được kích hoạt sẵn và bán lại cho người dùng. Trước đó, đội cảnh sát kinh tế công an quận Hải Châu đã tiến hành kiểm tra hành chính tại cửa hàng Linh Sang, phát hiện gần 7.000 sim điện thoại thuê bao trả trước của các nhà mạng Mobifone, Vietnammobile, Viettel đã được kích hoạt sẵn không đúng quy định. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị còn phát hiện 4 thiết bị dùng để kích hoạt sim với 16 khe sim có thể kích hoạt đồng thời nhiều sim một lúc để bán lại cho người dùng. Ngày 14 tháng 4, đối tượng Đăng Hải Linh, trú Quảng Bình đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển gần 60 triệu đồng tiền giả. Theo đó, khi đối tượng vừa trên xe khách từ khu vực biên giới xuống thành phố Lạng Sơn thì bị các trinh sát bắt giữ. Tang vật thu giữ trong chiếc cặp đối tượng mang theo có gần 300 tờ tiền polymer có mệnh giá 200.000 đồng một tờ. Trong đó nhiều tờ có cùng số seri, tổng cộng là 59.400.000 đồng. Linh khai nhận đã lên khu vực biên giới để mua số tiền giả trên. Hiện tại đối tượng Linh đang là giám đốc của một công ty cổ phần xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 15 tháng 4, Công an huyện Lâm Hà cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Bùi Minh Nhật, sinh năm 1989, thường trú tại thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thanh, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng, về tội trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 7 tháng 4 năm 2017, Bùi Minh Nhật đóng vai cười đến thăm chùa, lợi dụng sơ hở, đối tượng đã lẻn vào phòng ngủ của trụ trì chùa Vạn Phát tại huyện Lâm Hà lấy cắp số tiền khoảng 60 triệu đồng và lấy một chiếc iPad màu trắng. Số tiền mặt nói trên là số tiền do các tổ chức cá nhân hảo tâm đóng góp để phục vụ cho việc xây dựng tu bổ chùa. Sau khi lấy trộm, Bùi Minh Nhật đã mang đi dùng tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, Bùi Minh Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Được biết, Bùi Minh Nhật là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù từ tháng 12 năm 2016. Hiện cơ quan công an huyện Lâm Hà đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Sau một thời gian điều tra, ngày 14 tháng 4 năm 2017, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thanh Hóa đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Quang Tuấn, tức Tuấn Nông, sinh năm 1980, trú ở huyện Triệu Sơn, là đối tượng chính trong ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách cho các nạn nhân uống thuốc hướng thần. Thủ đoạn của các đối tượng là lừa cho nạn nhân uống thuốc hướng thần. Khi nạn nhân rơi vào trạng thái tinh thần không ổn định, thì các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng đã bị bắt trước đó gồm Lê Sĩ Tùng, Nguyễn Ngọc Cầu, Trịnh Hữu Văn, Vũ Văn Chanh đều trú tại tỉnh Thanh Hóa và Hồ Văn Trọng trú tỉnh Nghệ An. Riêng Lê Quang Tuấn là đối tượng chính đã lẩn trốn đến nay mới bị bắt. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý. Do chạy xe máy với tốc độ cao, hai nam thanh niên đã tông vào 4 xe đạp, 1 xe máy khiến 2 người chết, 3 người phải nhập viện cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 14 tháng 4 trên đường Gia Long, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào thời gian trên, xe máy mang biển kiểm soát 59F1-05908 do hai nam thanh niên tên Đinh Hoàng Thân, 27 tuổi, quê Tây Ninh và Nguyễn Trung Nhân, 21 tuổi, quê Vĩnh Long điều khiển xe lưu thông trên đường Gia Long hướng ra quốc lộ 13. Khi xe lưu thông chỉ còn cách quốc lộ 13 khoảng 500m, thì hai thanh niên né xe đạp của các học sinh đang dàn hàng ngang trên đường, rồi tiếp tục lao sang làn đường chiều ngược lại, tông trúng xe máy biển kiểm soát 68T9-1413,
của cặp vợ chồng đang chở theo con nhỏ. Cú tông mạnh khiến hai thanh niên văng trên vỉa hè chết tại chỗ. Cặp vợ chồng cùng con nhỏ phải nhập viện cấp cứu ngay sau đó. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng trên. Phần cuối chương trình là tiểu mục vấn đề hôm nay. Thưa quý vị, thời gian gần đây, hàng trăm hộ dân tại thôn Quý Xuân 2, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đang rất bức xúc trước tình trạng nhà máy sản xuất gạch đóng ở địa phương xả thải khói bụi trong quá trình sản xuất gây ô nhiễm không khí, đặc biệt là ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân sống xung quanh khu vực nhà máy. Gần 100 hộ dân sống quanh khu vực gần nhà máy sản xuất gạch Trinel Phước Quy Sơn đang hứng chịu ô nhiễm khói bụi độc hại trong quá trình sản xuất gạch gần 2 năm nay. Theo phản ánh của người dân, trời nắng nóng thì rất khó nhìn thấy khí thải, nhưng nếu vào những ngày thời tiết mát mẻ, ẩm ướt thì khói thải từ quá trình đốt lò thải ra mù mịt. Mấy đứa cháu là viêm họng. Viêm họng thì hai ba tháng đi khám cùng bệnh viện, nó là bị tác độc thải của môi trường. Các ban ngành có biện pháp gì về lại con thịt với cho chúng tôi? Ảnh hưởng đến đời sống của con cháu mà sao? Vào tháng 12 năm 2016, người dân ở đây đã làm đơn kiến nghị gửi lên cơ quan chức năng mong muốn sớm giải quyết tình trạng này. Lần này công ty đã cam kết khắc phục tình trạng ô nhiễm trong thời gian 1 tháng, nhưng đến nay đã gần 4 tháng, tình trạng ô nhiễm khí thải vẫn không thay đổi mà còn nặng dần lên. Trước mắt là yêu cầu cái đơn vị đó khắc phục lại cái việc là cái môi trường nó có. Thì hứa với các hộ dân là trong khi mà có kết quả thì sẽ có trả lời lại với nhân dân. Thì trong kiểm tra thì bây giờ nói chung cái mà khắc phục mà tình trạng ô nhiễm thì hiện nay đang khắc phục chứ chưa xong. Do đó qua thì làm việc thì đề nghị công ty tiếp tục khắc phục. Mỗi ngày nhà máy sản xuất gạch Tunnel Phước Quy Sơn cho ra thị trường hơn 35.000 viên gạch với công suất hoạt động 24/24, đồng nghĩa với việc người dân phải gánh chịu ô nhiễm khói bụi từng ngày từng giờ. Đức mong các cấp các ngành chức năng có liên quan sớm đi tìm lời giải cho sự việc này, qua đó giúp người dân ổn định cuộc sống. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình Tiêu điểm 365 được phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai. Xử phạt đến 10 triệu đồng với hành vi dán quảng cáo sai quy định. Bình Thuận giá bán không đủ chi phí, người nuôi heo treo chuồng. Hà Giang, xe tải lao xuống vực sâu, 4 người tử vong tại chỗ. Lâm Đồng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động trong nông nghiệp.